xuất ngũ trở về quê hương Văn Giang, Hưng Yên. Anh Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1966, quyết tâm lập nghiệp với mô hình vườn ao chuồng với bản tính cần cù sáng tạo của người lính Cụ Hồ. Và hơn 10 năm trải qua biết bao thăng trầm, đến nay anh Toàn đã trở thành ông chủ của một trang trại gồm 3 hồ nuôi cá rộng gần 1 hecta và một trang trại lợn giống với 40 lợn nái. Hàng năm, trang trại của anh cung cấp ra thị trường từ 50 đến 55 tấn cá rô phi thịt và từ 80 đến 90 vạn cá rô phi giống. Thu nhập từ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt 1,2 tỷ đồng một năm. Từ những kết quả phấn đấu trong lao động, anh Nguyễn Văn Toàn được Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh 5 năm từ 2011 đến 2016. Giờ đây, không chỉ nỗ lực tăng gia sản xuất, anh còn là giám đốc hợp tác xã chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản xã Xuân Quan, người đầu tàu dẫn dắt phát triển nghề chăn nuôi ở địa phương. Hơn chục năm nay, một ngày mới của ông chủ trang trại này bắt đầu bằng việc kiểm tra nhiệt độ, đo độ pH, độ kiềm của nước trong ao nuôi cá. Lịch làm việc này là bất di bất dịch, bất kể nắng mưa, bất kể nhà có khách. Theo anh Toàn, công việc này giúp anh luôn có những điều chỉnh kịp thời, giúp cá trong ao phát triển tốt. Như là nuôi cá sạch mà bền vững ấy, thì như ở gia đình nhà tôi thì tôi vẫn đang áp dụng theo cái khoa học kỹ thuật này. Cái thứ nhất là cái môi trường mình phải người nuôi thủy sản là phải kiểm soát được toàn bộ về môi trường. Ví dụ như môi trường nó có gì, thứ nhất là con cá thì nó sống dưới nước, nó là thì mình phải kiểm tra được cái pH này, cái oxy hòa tan trong nước này, chất rắn lơ lửng trong nước này, độ nhiễm bẩn ở cái nhiễm bẩn ở trong nước này, thì mình phải nắm được toàn bộ những cái thông số kỹ thuật đó thì mình mới nuôi được con cá sạch mà nó bền vững. Trước kia thì gia đình nhà tôi nó cũng làm cái nghề công lông, thì nói chung là bươn chải ngoài xã hội cũng thấy nó cũng vất vả mà cái thu nhập nó không được cao, thế thì kinh tế nó vẫn còn khó khăn. Thế thì khi tôi làm thuê đất của Ủy ban nhân dân xã Xuân Quan thì tôi chuyển đổi làm cái mô hình trang trại, thì tôi phát triển về thủy sản và chăn nuôi. Thì mới đầu khi vào phát triển vào nuôi trồng thủy sản với chăn nuôi thì nó cũng gặp nhiều cái khó khăn, nhất là nó cũng về cái kinh tế thì nó cũng hạn hẹp, cái kỹ thuật thì nó cũng chưa có. Nhận thức khoa học và công nghệ nuôi là rất cần thiết. Anh Toàn đã có những thay đổi về thâm canh các loại giống cá mới có năng suất, chất lượng cao. Cá rô phi đơn tính là giống chủ lực được thả xen cùng với các loại cá chim trắng, chép lai ba máu, chồi Ấn Độ. Do tận dụng triệt để các tầng mặt nước nên năng suất được nâng lên. Trung bình 10 đến 12 tấn một hecta một năm, cao gấp 5 đến 6 lần nuôi quảng canh trước đây. Cá biệt có năm ao nuôi cá thịt này anh thu được năng suất trên 20 tấn một hecta một năm. Mạnh chủ lực của tôi là con cá rô phi, nên khi tôi thả con cá rô phi thì tôi nó cứ theo từng nửa từng đợt thì là tôi sẽ để tôi ghép các loại cá trắng. Tôi nói ví dụ như cá rô của tôi có 3 lạng mà tôi nuôi được khoảng 3 lạng rồi tôi nuôi được 90 ngày hoặc là 105 ngày thì tôi lại phải ghép các loại cá trắng. Ví dụ tôi đi để sau này bán lên ao là bán sạch cá một luôn thì tôi phải là mua cá chấm hay là mua con nhỏ vì cũng phải 1 cân rưỡi. Đấy, vì con cá trôi thì phải mua từ 5 đến 7 lạng, con cá chép thì phải 7 lạng nhiều lên, con cá mè thì cũng cứ từ 7 lạng lên 1 cân. Đấy là mè trắng, mè hoa thì là phải từ 1 cân rưỡi trở lên. Thế sau này mình tất cả mình ghép được cái cá như thế thì cái lợi nhuận của mình nó sẽ cao hơn. Nên thì sau này khi mình thu cá nó đồng loạt, thế xong mình lại thu cá được, mình đã mua rồi mình ghép được cá tốt như thế thì mình mới khi mình lên ao thì nó mới sạch sẽ được các cá thì mình mới lại tẩy ao lại để chuẩn bị cho đợt giống mới. Năm 1988, sau khi xuất ngũ trở về quê nhà, cũng như bao thanh niên khác, Nguyễn Văn Toàn cũng ham muốn được đóng góp sức trẻ cho quê hương. Thế nhưng, cái cảnh gia đình đông anh em, nghèo khó vẫn cứ bám giết chàng trai trẻ đang độ tuổi sung mãn. Dù bươn chải với đủ thứ nghề như lái xe công nông, đội than hay nuôi bò sữa,
nhưng kinh tế gia đình vẫn không khấm khá hơn là bao. Thứ nhất là ra cái mô hình trang trại này là nó phải cần nhiều vốn. Thế thì hai là cái khu của Sơn Quan này, cái khu tôi đang hiện tại tôi đang thực hiện cái dự án này thì trước kia là xưa kia ấy, thì là từ cái năm tôi bắt đầu vào thầu ấy thì nó vẫn cái thu hoạch là đồng trũng nữa, cái đồng nó trũng. Mà ngoài này đất màu đồng trũng chỗ này nó chuyên bị ngập lụt. Thế thì tôi cũng mạnh dạn tôi thuê để tôi chuyển đổi để đầu tư vào làm sang khỏi cái cho cái đồng trũng nước trong ngoài ra. Thế thì tôi làm thì nói chung là gia đình thì đầu tiên là cũng vợ con là cũng gàn ấy, bảo bây giờ lớn thế thì tiền ở đâu, nhà thì không có mấy thì nó cũng hết nhiều vốn. Thế khi tôi múc khi là tôi bảo thế thì bây giờ nhà không có vốn không đủ thì phải đi vay. Thì vay ngân hàng thì nó cũng có cái trăn trở như thế này này. Ví dụ như mình làm ra ngoài này mà ví dụ như mà nó không gặp thì nên gì mà trả ngân hàng. Mà hết ngân hàng mà không có tiền trả thì người ta niêm phong, chứ còn cái đấy không trả lại hoàn vốn được cho người ta. Nhưng mà thôi mình vẫn cứ quyết tâm là mình cứ làm. Gần một năm trời anh chạy vạy khắp nơi vay mượn. Khi số vốn đã kha khá, anh quyết định xin chính quyền xã cho đấu thầu vùng đồng trũng của địa phương rộng hơn 1 hectare. Bắt tay vào công việc xây dựng cơ sở vật chất đầu tiên. Với số vốn ít ỏi, anh chỉ đào được 2 hồ nhỏ. Ban đầu chỉ mong lấy công làm lãi. Tuy nhiên, con đường kinh doanh không bao giờ bằng phẳng. Vì mình vẫn chưa có tiền để chưa có đủ tiền để mà chủ động được nguồn nước. Cái thứ hai nữa là về cái những cái thiết bị để tạo oxy cho cả. Thế thì khi tôi đã bị cái đã mình không đủ cái thiết bị thì cái nước mình không chủ động được. Thế có thời gian cái thời tiết vì ăn Tết xong là cái về cái mùa xuân thì nó có hay mưa phùn, ánh nắng nó không có. Thế để con cá cái mực độ nó thiếu oxy. Thiếu oxy thì nó cũng có, và thiếu oxy thì là nó cũng có bị thiệt hại đến ngành thủy sản. Là nó cũng bị thiệt hại của tôi mất 1-2 tấn. Sau những mất mát, anh đã tự nhủ bản thân phải đứng dậy, không bỏ phí công sức, vứt bỏ ước mơ, phải quyết tâm xây dựng lại từ đầu và có những bước đi chắc chắn hơn. Cuối năm 2009, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng để xây dựng lại hồ, đắp ao, kè chắc và thả hơn 30 vạn cá giống, chủ yếu là cá rô phi đơn tính để thu hoạch sớm lại vốn. Khi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi và chăm sóc, nên hồ nuôi của anh phát triển rất mạnh, đạt hiệu quả năng suất rất cao. Mỗi vụ thu hoạch kéo dài trong 7 ngày, được trên 50 tấn cá và đem về cho anh hơn 1,5 tỷ đồng. Nắm chắc được cái khoa học kỹ thuật thì về mình làm cái đầu tư ra thêm những cái phần để phục vụ bà con cá thì tôi thấy là từ khi đó làm đến bây giờ là làm ăn nó cũng dễ, thu nhập nó cũng ổn định, cái kinh tế của cho gia đình. Đã yêu ngành yêu nghề mà đã làm này, đẻ ra thì phải nuôi chứ. Tiếp đà thắng lợi, anh bắt tay vào đào thêm 2 hồ nhỏ để nuôi cá giống, tạo thành mô hình khép kín. Từ ươm giống đến nuôi đánh bắt, đảm bảo được nguồn cá giống liên tục không bị trắng hổ nuôi sau mỗi vụ. Bởi theo anh Toàn, nuôi cá rô phi đơn tính thường gặp khó khăn nhất là giống cá không được cung cấp kịp mùa vụ. Chất lượng chưa đảm bảo, làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả thâm canh. Trước kia thì mình chỉ có một cái ao cá thịt thôi. Thế thì mình cứ phải đi mua cá giống. Đi mua cá giống cá choai, thứ nhất là nó lại tốn tiền vốn. Cái thứ hai là chở thì mình đi mua không phải là một cái ao cá to là mình gom có thể đủ cá giống ngay được. Nó cũng có nhiều cái phức tạp, dịch bệnh mình cũng không chủ động, mình cũng không nắm được. Thế thì về là thả cá là nó cũng mà qua một nửa cá là nó cũng hết nửa nọ nửa kia, nó cũng chăn chuối về cái phần con cá giống. Thế thì tôi lại suy nghĩ và mạnh dạn là đầu tư để mình đầu tư cho hoàn chỉnh về con cá, mình phải ương được từ con cá hương. Thì trong cái khi con cá hương nó bé như cái chân hương ấy, thì khi một con ếch hay một con rắn nó vào nó ăn thì nó vào nó ăn một đêm thì mình hết quá nhiều. Xong rồi tôi phải đầu tư, tiếp tục đầu tư là phải xây thành bể để mình kiểm soát được về tất cả các cái thông số, nào là xi phông đáy, là các cái nguồn nước, rồi là để
phòng ngừa được những cái ngoại nài nó ăn những cái con cá hương của mình. Cá rô phi đơn tính là loại cá cao sản nhưng là giống cá chịu rét kém. Hầu hết các hộ nuôi cá rô phi thường bị thiếu giống để thả vụ xuân vì cá giống sản xuất tại địa phương chưa có và cá giống lấy từ nơi khác bị thụ động. Nhận thấy nhu cầu con giống tăng cao cùng với kinh nghiệm sẵn có, anh Toàn đã nhanh nhạy thử nghiệm nuôi lưu giữ cá rô phi qua đông, vừa để đảm bảo được con giống cuối vụ, vừa có thể xuất bán được con giống tốt cho bà con xung quanh. Khi hết cái qua đông ấy, thì mình bán cá được giá nó cao, nhưng cái không thuận của nó ấy, là về mùa đông thì con cá mà nó dưới 15 độ ấy, mà mình không làm ấm cho nó tốt, dinh dưỡng cho nó không tốt là nó sẽ bị hao đầu con nó lớn. Thế từ cái đấy thì từ cái bể tôi phải là dùng toàn bộ bằng giếng khoan. Tôi cho giếng khoan hút đưa ống ngầm xuống đáy ao. Cho thổi khi rét dưới 15 độ là tôi phải cung cấp toàn bộ một ngày nào cũng phải bơm cứ 24/24 bằng nó trên 15 độ thôi. Để tôi giữ được con cá qua đông. Thì một mặt là cứ giếng thì cứ cấp nước vào liên tục như thế. Một đầu si phông đáy thì cứ xả ra máy sủi thì vẫn cứ phải chạy. Vì khi cái giếng khoan nó lên ý, nên nó lên nên là cái lượng oxy của nó là cực kỳ là ít. Thế bắt buộc là một cực kỳ là ít mà con cá mình giữ qua đông nó dày như thế thì bắt buộc là sủi là mình cũng lại phải chạy thôi, giếng mà chạy thôi là sủi phải chạy. Nên hai cái chạy thì là cái nhiệt độ tôi kiểm tra mùa về qua đông dưới 15 độ nhưng ao tôi lúc nào cũng đạt từ 18 độ đến năm nào tôi cũng giữ được cá qua đông. Nhờ đó, trong khi một số trang trại thủy sản miền Bắc điêu đứng vì rét đậm, rét hại, thì cá ở trang trại của anh vẫn ung dung, tỷ lệ sống lên tới 95%. Khi ngày càng có nhiều người tìm mua cá giống, nghĩa là thị trường đang được mở rộng. Vì vậy, anh Toàn quyết định tạo ra một mạng lưới các hộ dân liên kết chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên quy mô rộng. Quan trọng là mình phải có cái sản phẩm tốt. Sản phẩm tốt thì người ta tự khách hàng người ta ấy thôi, mách cho nhau thôi. Ở đây khu chúng tôi làm ấy thì của các trang trại thì chúng tôi đã thành lập được cái hợp tác xã nuôi trồng thủy sản của xã Sơn Quan. Khi vào cái liên kết vào cái hợp tác thì nó có cái thuận lợi hơn là mình làm này. Để cái thứ nhất là ví dụ như là trong cái khâu phát triển này, khi mình chăn nuôi ấy, thì những cái trong cái thành viên hợp tác xã ấy, ví dụ người ta không về cái khoa học kỹ thuật người ta kém thì mình sẽ ủng hộ thêm, hay là người ta có người cũng nó lại ngược lại, người ta biết cái gì hơn thì mình lại phải học người ta. Từ chỗ chỉ một mình sản xuất hàng hóa, anh Toàn đã nhân rộng ra cho nhiều người cùng sản xuất và cùng tìm đầu mối tiêu thụ. Cách liên kết chăn nuôi này vừa là để mở rộng tiếp cận với nhiều thị trường, vừa giúp cho anh và các hộ dân khác có đủ lượng cá giống, thương phẩm khi cần. Ngoài ra, hơn 1.000 m2 chuồng nuôi, 40 con lợn nái sinh sản cũng đang mang lại cho anh khoản lợi nhuận hơn 100 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 công nhân lao động, lương từ 4 đến 6 triệu đồng. Nhà tôi thì nó cứ nào là thủy sản này, nào là chăn nuôi lợn này, để hoa trên bờ. Cứ thì tôi nhà tôi thường thường là cứ một năm thì cái lợi nhuận nó cũng được từ 400 đến 500 triệu một năm. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng anh vẫn dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, giúp đỡ về con giống cho các gia đình mới bắt đầu vào làm trang trại. Và đều đặn hàng ngày, anh vẫn tự tay cho cá ăn. Anh Toàn rất vinh dự khi 5 năm liền, từ năm 2011 đến 2016, đều nhận được giấy khen của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên về hộ nông dân sản xuất và kinh doanh giỏi. Thế từ năm anh Toàn làm ấy thì thực năng mà nói thì chúng tôi cũng thấy là anh Toàn có rất nhiều cái cố gắng. Một là kinh tế gia đình là cũng phát triển, đặc biệt là những năm gần đây. Thế sau khi mà đời sống kinh tế anh ấy làm được vài năm tích trữ được rồi thì anh ấy đã có những cái đầu tư cái khoa học kỹ thuật vào cái mô hình chăn nuôi trồng thủy sản này. Mình làm bền vững mà làm này để mới cái lợi nhuận cao thì mình phải có đầy đủ như thế. Nào là chủ động về nguồn nước là một này, chủ động về con giống là hai này, chủ động về oxy là ba này, và cái phải luôn luôn nắm chắc được môi trường nữa. Bạn hàng của anh Toàn
mỗi ngày một đông. Họ là nông dân, chủ các trang trại và cả các xí nghiệp chăn nuôi lớn. So với nhiều trang trại khác trong vùng, trang trại của anh không thể bằng về mặt diện tích. Nhưng thành tích của anh thì thực sự nổi bật.